Phương Mai Như Huỳnh mến chào quý khách và cả nhà ơi. Hôm nay em sẽ quay một cái lô mai cực kỳ đẹp luôn, cành cốt cứng khừ luôn, để giới thiệu đến cả nhà mình ha. Rồi đây mọi người xem cái vàng nụ của nó nè. Trời ơi, nhổ ông ông luôn cả nhà ơi, quá dữ luôn rồi. Đó, cực kỳ cái vàng nụ luôn. Rồi, cây thì nuôi ôm chậu cả nhà. Đây, như cây này nha. Đó, cái hoành của nó cả nhà, hoành thân nè, đo thử hoành thân nè, chắc khoảng 8 á, hoành thân 10 cả nhà ơi, hoành thân 10 luôn ha. Vậy em lấy là trung bình là từ 8 cho đến 10 nè, chiều cao của cây này luôn, chiều cao là 58 cả nhà. Rồi em lấy cái trung bình cái lô này ha, là từ 50 cho tới là 60cm luôn cả nhà. Đây, trời ơi, đã luôn nha. Cái chàng trồng quay luôn và cực kỳ cứng cáp luôn cả nhà. Nút nụ bây giờ nè, tạo nụ rất là dữ luôn ha. Thì cái dòng mai này là giả hữu đức 82 cánh nha cả nhà. Đó, loại này thì ôm mấy chậu được 4 năm rưỡi rồi. Đó, nên thành ra là rất là cứng cáp nha. Đây, quá đã luôn. Rồi, tiếp một số cây nữa cho khách xem nha. Thì số lượng em Huỳnh có cũng khoảng là tầm là 1000 cây nha cả nhà. Rồi, đây, cây này nè. Tiếp tới. Đó, đã chưa cả nhà ơi. Cây này cũng khoảng 6 mấy cm nha. Đó, cây nào làm nụ cũng rất là ok luôn. Rồi, để xuống. Rồi, khách ơi, tiếp tục nè. Đó, cái củ. Thường là sẽ là củ nỏ nha cả nhà. Cành cốt cứng khừ luôn nha. Rồi, tiếp tục nè, lấy vài cây nữa. À, và loại này á cả nhà, khi mà chúng ta tết á, gần tết thì chúng ta lãi lá ra rồi bắt đầu là nó rất là kẹo tàn luôn nha, nó cứng cốt. Rồi tiếp tục làm cho cả nhà mình xem thêm vài cây nữa nha. Trời ơi, cái nút nụ đã quá luôn. À, cái củ nè trẻ mặt cả chập bá lửa luôn cả nhà ơi, cái củ rất là dữ luôn nha. À, quá dữ cái củ luôn, củ đế của nó là củ nở ha. Rồi cái chỗ này nè, cái chọt này nè, em sẽ lấy trung bình là 8, 9, 10 nha cả nhà. Đó, còn nút nụ là mình sẽ được kiểm tra hàng, thấy nút nụ rất là ok nha. Rồi đây khách ơi, ôi con nè quá trời luôn. Rồi tiếp tục cây kia. Đây cây bìa. Đó cây bìa nè. Rồi cây như thế này á là 370 một cây, 2 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển nha. 10 cây á, em sẽ tặng cho quý khách là 1 cây. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Đây vàng nụ của nó nè. Quá sáng luôn cái vàng nụ luôn ha, cành cốt cứng cáp. Cây này củ đẹp quá cả nhà ơi. Đó. Rồi cả nhà liên hệ trực tiếp số điện thoại của em nha. Tiếp tục cây này nữa nè em. Đó, khách ơi, dữ chưa. Đó, cái tàn rất là khỏe cái tàn luôn nè. Tàn dày dày ha, tàn dày nè, nút nụ kẹo nè. Đó, làm nụ rất là ok luôn. Rồi, quý khách trực tiếp alo số điện thoại của Huỳnh nha, 0949234525. Đây, quá dữ luôn. Rồi em mời cả nhà mình xem thêm cái khu bên đây nè. Khu bên đây là một cái lô lớn hơn cả nhà ơi. Khu bên đây là khu lớn hơn đây. Trời ơi, cây này nè, quá dữ luôn cả nhà ơi. Đó, đã chưa. Rồi hàng này là hàng năm mùa nha, nhích hơn cái loại kia tí xíu. Coi nè. Rồi đo chiều cao thử em. Đo chiều cao nè, chiều cao là khoảng 66 cm luôn cả nhà. Đó, rồi cái hoành luôn em, hoành chính nha cả nhà, hoành chính ha. Rồi thì đối với cái dòng mai này á cả nhà ơi, bây giờ nó dày tàn cứng cành cốt. Ủa, em đo thử giùm chị cái cây này coi nó bao nhiêu. Rồi đối với lô mai này cả nhà ơi, mình chơi tết đã luôn nha. Rồi hoành này là hoành chính nha cả nhà, hoành chính ha, nút nụ là khỏi chê luôn. Rồi ha, đây khách ơi. Rồi cây nè, trời ơi, nó đeo đặt gọt hết trơn luôn cả nhà. Rồi cây như thế này á là 470 một cây ha, và 2 cây thì em Huỳnh bao phí vận chuyển nha, 10 cây á thì em tặng 1. Đây, cây quá xá đẹp luôn trời. Coi nè, đó, thắp sáng tí. Đó, quá đẹp luôn. Rồi quý khách ơi, thì cả nhà liên hệ trực tiếp số điện thoại của em ha. Đó, em có 2 mẫu nha, 2 loại. Rồi, dữ chưa. Rồi khách ơi, thì trực tiếp liên hệ số điện thoại của em ha. Đó, có rất là nhiều nha cả nhà, và cây form rất là đẹp.
Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.